Dạ em Hiếu xe đạp Nhật Bãi chào tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của em nha các bạn ơi. Rồi hôm nay là chốt lô các bạn. Nó chốt lô hoa hết xe đó các bạn ơi. Mấy xe ngày hôm qua thì em đóng hết rồi. Đây, hôm qua em bay thì em đóng hết rồi chuẩn bị giao khách. Còn có hai chiếc này là chốt lô các bạn ơi. Hết xe rồi ha. Đó, hai chiếc cuối cùng này các bạn mua hôm nay thì được giá rất là tốt nha các bạn. Đó, mà hai con xe rất là chất nha các bạn ha. Hai con xe cực kỳ chất luôn các bạn. Có con nội địa Nhật nè, với con Precision các bạn ha. Rồi các bạn đợi em quay chi tiết em sẽ báo giá cho hai bạn ơi. Đó, hai con xe giá rất tốt các bạn. Đó, em quay chi tiết em sẽ báo giá cho. Rồi giờ trước khi vào nội dung chính xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe ha. Rồi đầu tiên là em vô con Redstone nha các bạn. Con này con nội địa Nhật luôn các bạn ơi. Con xe siêu đẹp luôn, size 50. 53. Đó, này từ 1m65 tới 1m75 chạy ha. 1m65 trở lên là chạy ok ha bạn. Con này con Redstone màu trắng ngọc trai các bạn. Mã là XB1 các bạn, Redstone. Đó, cái thương hiệu này là quá nổi tiếng trên thế giới, thương hiệu nội địa Nhật nè các bạn ơi. Con xe cực đẹp luôn, khung nhôm các bạn. Đó, khung nhôm ha. Đây. Thì nội địa Nhật nó làm xe rất là chất các bạn. Đó, bộ tay bấm xả nè. Bộ tay thắng nè, đều của Shimano luôn các bạn ơi. Trang bị đèn led cho các bạn ha, phản quang này, phản quang zin theo xe. Đó, đây, ngàm thắng Shimano, tay thắng Shimano ha. Chuông nè các bạn. Đó. Đây bạn ha. Đó, dàn đầu y đông bô tăng rất là đẹp luôn các bạn. Em này sử dụng 3 dĩa nè, 8 lít nè các bạn ha. 3 dĩa 8 lít, tem an ninh nội địa Nhật đây. Đó. Em này màu trắng ngọc trai các bạn, Redstone ha. XB1 các bạn ơi, một con xe touring đến từ Nhật các bạn, nội địa Nhật luôn ha. Khung nhôm. Đó, càng của em nó này, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Ngàm thắng cũng là sử dụng ngàm thắng Shimano luôn các bạn. Đó, xe của nội địa Nhật nó sử dụng nó làm rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Đây là cái nút cao su nè, nút cao su ha. Đó, những cọng dây đó bạn, tới những cọng dây đều là dây Shimano luôn các bạn ơi. Đó, rất là đẹp luôn. Vỏ của em nó là sử dụng vỏ Redstone luôn nha. Vỏ Redstone luôn. Japan các bạn ha, 732C các bạn, 732C, niền nhôm hai lớp ha. Niền nhôm hai lớp rất là đẹp luôn các bạn. Tâm của em nó là đi tâm đôi các bạn ha, đi tâm đôi nè. Tâm này là tâm inox sơn tĩnh điện. Đùm theo xe luôn, đùm theo bộ bánh luôn nha các bạn ơi. Đó, em này là màu trắng ngọc trai và cái tem của em nó là tem bạc nha các bạn ha. Xe cực kỳ là sang luôn, như xe nhìn rất là sang các bạn, tem bạc ha. Mã XB1 đây các bạn. Đó. Xe rất đẹp các bạn này. Các bạn thấy không? Màu trắng ngọc trai ha, trắng tinh luôn các bạn. Đây là cái tem BA. BA cái tem kiểm định chất lượng hay gì các bạn. Đây cái tem của Redstone nè. Đây à. Tem Nhật đây ha. Đó. Rồi đây có cái gọng nước nhôm, bình nước. Đó, trang bị đủ cho các bạn ha. Yên này, yên sport. Đó. Rất êm luôn các bạn coi nè. Rất êm hả các bạn ha. Trang bị cho các bạn cái đèn sau đây. Đó. Cọc yên nè, cọc yên nhôm đen rất đẹp luôn các bạn. Đó, con Redstone. Đó, chính hãng của Nhật luôn nha các bạn ha. Vỏ sau cũng 732C luôn. Niền nhôm hai lớp luôn các bạn ơi, niền nhôm hai lớp. Niền trước, niền sau để em xem cái hiệu niền trước, niền sau đây. Đó, cái hiệu niền trước, niền sau đây nè các bạn ơi. Đó. Rất đẹp các bạn. Tâm inox sơn tĩnh điện các bạn ha. Đó. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Đây. Ngàm thắng Shimano đây các bạn. Đó. Các bạn nào lấy con xe này phải nói là rất là chất luôn các bạn ơi. Tại vì những con Redstone này rất là hiếm có. Đó, nó hiếm có lắm các bạn. Nó hiếm có, nó về để bán lắm. Đó, nhiều cô chú anh chị rất là hỏi những con Redstone này nhiều. Giờ dĩa Shimano TX này các bạn ha. Ba dĩa Shimano TX ha. Đó, sang dĩa Shimano TX nè. Sơn nè các bạn, sơn Shimano ha. Đây, sang clip Shimano Antut, cái tay dài đời mới nha. Tay dài đời mới các bạn ơi. Đó, bộ clip Shimano nè. Bộ clip các bạn nhìn clip vuông quốc luôn các bạn. Thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Bộ clip nó vuông quốc luôn các bạn, không có mắt nào đó, gọi là nó mòn hết các bạn ơi. Cái xe nó cực kỳ là mới luôn ha. Đó, tổng quan con xe rất là đẹp luôn các bạn. Còn luôn cái miếng này để nó trắng tránh sơn mà sơn đó, nó va đập vào sườn nó chày nè, cái miếng này nè, miếng dán đen zin theo xe luôn ha. Rất đẹp các bạn. Redstone này là mã nội địa Nhật các bạn. Đó.
size của nó mét 65 trở lên ha, chạy các bạn ha, xe rất đẹp. Đây mặt bên đây, ở đằng trước của em nó là có logo Bridgestone nè, nó chữ B các bạn ha. Nó khung càng đầu rất là đẹp luôn các bạn, xe bãi mà khung càng như này quá là đẹp luôn các bạn. Bạn thấy không? Trắng ngọc trai ha, em nó đi dễ thắng nè, nó đi âm sườn nè các bạn ha. Dây thắng nó đi âm sườn mã XB1 các bạn. Mã XB1 ha. Đó, dây thắng đi âm sườn nè. Đó, có nguyên cái dải logo nó chạy dài đây các bạn ha. Đó, màu trắng ngọc trai các bạn, đẹp lắm các bạn ơi. Con xe này các bạn nhìn ngoài rất là đẹp. Trục giữa là sử dụng trục giữa bạc đạn nè. Đó, bạc đạn bích nè các bạn ha. Giò dĩa Shimano. Rất đẹp các bạn ơi. Chân trống nè, chân trống này nó bắt âm vô cái sườn nè. Nhìn cực kỳ là gọn luôn nha các bạn. Chân chống nhôm nó bắt âm vô sườn luôn các bạn ha. Đó, tổng quan con xe rất là đẹp. Đây, ngàm thắng Shimano ha. Thì tổng quan con xe này nhìn cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Chốt lô thì có con cái con này để chốt là quá là đỉnh luôn các bạn ơi, quá là đẹp luôn. Bridgestone nội đi Nhật các bạn ha. À, từ trên xuống dưới là zin hết các bạn. Con xe rất đẹp coi. Các bạn nhìn nè, những con em qua thì em bán hết rồi. Đó, các cô chú anh chị thì giờ, sáng giờ gọi em rất nhiều, hỏi ba con em qua em bán hết rồi nha. Thì tất cả các clip từ ngày hôm qua trở đi là em bán hết rồi nha các bạn. Đó, tất cả các xe từ ngày hôm qua trở đi em bán hết rồi. Hôm nay là có hai con chốt lô thì các bạn xem tham khảo hai con này ha. Con Bridgestone nội đi Nhật ha các bạn ha. Rồi con Bridgestone này để cho các bạn 7.200.000, 7.200.000 các bạn ha. Đó, giá rất tốt luôn các bạn, giá bao ship ha, con xe nội đi Nhật các bạn, 7.200.000 giá em bao ship các bạn ơi. Rồi các bạn quan tâm alo em nha, 0975158377, đó cũng là số Zalo luôn các bạn. Tiếp theo đây các bạn ơi, con xe giá rẻ đây, con này con Precision mấy nay bán cực kỳ nhiều luôn các bạn, vì cô chú anh chị ủng hộ rất là nhiều con Precision nè. Tiếp tục là cái con cuối cùng là cái con màu đó, mã này giá rẻ các bạn ha. Precision Sport, một thương hiệu xe của Mỹ các bạn ha. Thương hiệu xe của Mỹ, em đo cái size thử cho bạn xem, tính tới dây sườn ngang là 46. Đó, ngang của em nó là ngang 54. Các bạn tưởng mét 65 là chạy con này ha. Mét 65 các bạn ơi. Đó, rồi em sẽ quay từ trên xuống dưới cho bạn xem. Đây, đầu tiên là một cái chuông zin theo xe. Cực kỳ là vang luôn các bạn ơi. Bao tay zin theo xe nè. Bộ tay bấm xả Shimano TX 3 dĩa 8 clip ha. Thì mấy ngày nay em bán xe thì em nói các bạn rất nhiều là cái bộ tay bấm sải này bấm cực kỳ êm luôn các bạn. Nó theo em đánh giá là bấm cực kỳ êm trong những cái dòng xe touring luôn các bạn ơi. Nó bấm êm lắm. Đó, nó bấm rất là mượt, rất là êm luôn, rất là nhẹ luôn các bạn ơi. Bạn thấy không? Đó. Dàn đầu của em nó đây. Và đã trang bị cho các bạn cái đèn trước nè. Đây, bộ tay bấm sải đây, Shimano TX ha. Đó, bao tay nè, zin theo xe hết luôn ha. Dàn đầu đi đông bộ tăng đều rất là đẹp. Precision các bạn, mã Precision, thương hiệu xe của Mỹ các bạn ha. Khung nhôm ha, ngàm thắng nè, rất đẹp luôn. Niền của em nó là đi bánh bộ Precision luôn nha. Precision luôn, 728C bánh nè. Vỏ bánh đồ rất là đẹp luôn các bạn ha. Này về các bạn chạy thôi, bao các bạn chạy luôn. Thời gian lâu nữa nó mới mòn ha. Đó, đèn màu xám lông chuột các bạn. Precision Sport ha, màu xám lông chuột. Thì con xe này trang bị cho các bạn cái bình nước Shimano đó các bạn. Bình nước Shimano nè, gọng nước là gọng nước nhôm các bạn ha. Đó, khung càng trên của em nó nè, nó hơi chấm chấm những cái như cái đầu que tăm thôi các bạn ơi. Đó, vài chỗ thôi ha. Đó, yên của em nó đây, rất mềm, rất êm luôn. Yên Sport ha, cọc yên nhôm đen đây. Phản quang sau, bắt vô cọc yên nè, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, vỏ sau cũng là 728C luôn ha. Đây là cái tem nội đi Nhật đây ha. Đó, phản quang sau có cái nữa nè, ở sau có hai cái luôn ta, ngon rồi. Đây 8 clip các bạn ha, clip này clip Shimano cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi, rất là đẹp. Sang clip Shimano TX nè, nó sang dĩa Shimano Tunay TX nè, giò dĩa Shimano Tunay TX luôn. Đó, nó nguyên một bộ là của Shimano hết luôn nha các bạn. Đó, nó cực kỳ là êm luôn các bạn ơi, nguyên một bộ là của Shimano luôn nha. Đây tem Asahi, đó đây có cái logo của Precision nữa nè các bạn. Chất liệu nhôm 6061 nè. Đó, Shimano đó các bạn ha. Đó, nhìn từ trước tới sau nó đều là Shimano hết luôn các bạn. Thì cái con Precision này mấy nay bán nhiều lắm các bạn. Bán nhiều lắm. Thì các cô chú anh chị có chạy qua cái dòng này cũng biết cái dòng này chạy nó bấm xả nó cực kỳ là êm.
và xe nó cũng nhẹ nữa các bạn, chạy rất là ngon luôn, giá cũng hợp lý. Đây khung càng bên đây rất là đẹp nha các bạn ha, nó niền nè, bánh bộ thì sình trước sau luôn, rất là đẹp luôn. Đó, màu là màu sáo lông chuột nè, màu này cũng rất là ưa chuộng nè. Đó, màu này cũng rất là đẹp nha các bạn ơi, Precision Sport ha, dòi dĩa Shimano các bạn. Đó, chân chống là zin theo xe luôn nè. Đó, đèn sau trang bị cho các bạn ha. Đó, rất là đẹp luôn, rất là đầy đủ luôn nha các bạn, rất đầy đủ, rất đẹp luôn các bạn ơi. Logo Precision đây. Đó, con xe khung nhôm rất nhẹ luôn các bạn ơi. Đó, ở dưới khung gầm nè. Đó, khung gầm đã vệ sinh rất sạch sẽ rồi, bảo dưỡng canh chỉnh hết rồi các bạn ơi. Chụp giữa bạc đạn bích đây ha. Đó, nhìn tổng quan thì rất là đẹp các bạn. Đây, màu xám lông chuột ha. Cái này tại em quay trong nhà chứ em đem ra ngoài nắng em quay thì thôi, nhìn cái xe nó đẹp lắm các bạn. Cái màu này nhìn rất là đẹp ha. Đó, cái mã của nó là Machine For Me các bạn. Đó, Precision Sport, màu rất đẹp. Đây tổng quan này ha. Tổng quan con xe này, máy 65 chạy nha các bạn ơi. Máy 65 chạy ha. Xe đẹp nha các bạn. Xe rất đẹp. Đó. Rồi hai chiếc này nữa kết lô rồi các bạn ơi, cho nên giá rất là tốt. Rồi con Precision này để cho các bạn 6.500.000 các bạn, 6.500.000 ha, giá bao ship các bạn ơi. Đó, kết lô thôi. Kết lô thì hai con xe này rất đẹp. Đó, để giá tốt cho các bạn ha. Siêu đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Rồi các bạn nào quan tâm thì alo em các bạn ơi, con xe. Các bạn nhìn lại một lần nữa ha. Nhìn lại tổng quan lần nữa giúp em. Đó, nó rất là đẹp các bạn. Đó. Cái khung sườn nó làm ngang các bạn ơi, khung sườn nó làm ngang nhìn nó rất là đẹp luôn, nhìn cái xe nó đồng bộ. Chuông rất đã luôn các bạn ơi. Chuông vang ghê luôn các bạn, mấy cái chuông Nhật này xài biết khi nào. Chuông Việt Nam mà chuông chợ mà bấm vài bữa là bay luôn cây này luôn. Chuông Nhật các bạn xài bấm biết khi nào các bạn ơi. Đèn LED này rất sáng các bạn. Chạy buổi tối thì yên tâm luôn các bạn ha. Đó. Hôm nay em có hai chiếc rồi các bạn. Đó, em quay qua chiếc này vòng nữa cho các bạn xem. Con này cũng Riton các bạn, nội đi Nhật ha. Riton nội đi Nhật, xe rất đẹp. Logo nè, FB1 nè, nó có giải logo nè, đi dài ra sau đẹp lắm các bạn ơi. Dây âm sườn trên ha. Đó, nó đều là zin hết luôn các bạn. Zin theo xe hết luôn, cái chuông nè. Đồ, cái chuông này nó vang không bằng chuông kia, nhưng mà cái tiếng của nó nghe rất là hay các bạn ơi. Rất ok ha. Đèn trước đèn sau đủ luôn. Đó các bạn. Riton ha. Đó, các bạn nào hợp size thì lấy hai con này, cái này tính thôi các bạn, hợp size các bạn lấy thôi chứ hai con này giá rất tốt và hai con này chạy rất là ngon các bạn. Khỏi suy nghĩ luôn. Đó. Rồi hôm nay em có hai chiếc các bạn ơi. Có hai chiếc ha. Các bạn nào quan tâm chiếc xe nào thì nhấc máy alo cho em Hiếu ha, hai con xe cuối cùng rồi các bạn ơi. Rồi số điện thoại của em xin nhắc lại là 0975158377 nha các bạn. Đó cũng là số Zalo của em luôn các bạn ơi. Đó, rồi chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ bên gia đình, một ngày làm việc thành công các bạn ha. Đó, rồi những đơn hàng này em chuẩn bị đi cho khách luôn nè. Rồi các bạn nào chốt thì để em đóng liền luôn, rồi cho nó đi trong hôm nay cho xong luôn nha các bạn ha. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn những video clip sau các bạn ơi. Bye bye.